Thì anh Công Minh đang có mặt ở ngã tư Phú Nhuận như vậy, góc đường Phan Đăng Lưu với Nguyễn Kiệm nè, bên phải là đi Gò Vấp. Bây giờ là hoàng hôn đang buông xuống Sài Gòn, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C, trời đang chuyển mưa cái gì. Đường Hoàng Văn Thụ hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Giờ là tối chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017. Quý vị ngắm hoàng hôn trên bầu trời Sài Gòn. Bên tay trái là đường nhà thờ Phú Nhuận, đi về đường Trần Quy Liệu á vậy. Rồi phía trước là cái cắt ngang cái là đường xe lửa. Trung tâm tiệc cưới mới The Adora Luxury này. Bữa nay tối chủ nhật đãi tiệc cưới nhiều. Bên phải là trung tâm tiệc cưới Tân Sơn Nhất, cái giá một bàn 10 người là 3 triệu 339 ngàn đồng.
Năm sao mới xây sau này nha quý vị. Vì thấy trời hoàng hôn, bầu trời vẫn còn xám xám, màu mặt trời vừa lặn thấy gì. Bên phải đây là khu sân vận động quân khu 7. Bên trái là đường Nguyễn Văn Cõi, ngày xưa là đường Công Lý, quẹo vô là đi vào quận nhất á. Bây giờ rẽ phải đây là theo đường Trường Sơn đi vào phi trường Tân Sơn Nhất hay gì. Đây bên phải là cổng chính của quân khu 7 nè. Quý vị về Sài Gòn bằng phi trường đi vô ra bằng cái đường này nè quý vị. Vì thấy đường chân trời nó vẫn còn ửng màu hoàng hôn á. Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi quý vị ha. Mùa này Sài Gòn gọi là tháng 5 chưa nằm mà sáng gì, tức là ngày nó dài hơn đêm. 7 giờ tối nó vẫn còn ửng ửng á. Rồi đây là công viên Hoàng Văn Thụ. Rồi góc phía trước là ngã tư vòng xoay Lăng Cha Cả vậy. Quẹo trái là vòng lại công viên Quảng Thụ đi về đường Nguyễn Văn Trỗi vào trung tâm Sài Gòn đó. Đi thẳng luôn là đường Quảng Thụ đến ngã tư Bảy Hiền. Quẹo phải là đường Cộng Hòa. Còn góc bên trái là đường Lê Văn Sĩ, ngày xưa là đường Trương Minh Giảng đó vậy. Đây là đường Cộng Hòa cái gì, bên trái là cây cầu vượt Lăng Gia Cả đó. Vậy dù quý vị đang ở nơi đâu trên thế giới đều thấy Sài Gòn đang ở trước mặt quý vị ha. Với từng góc phố, từng quán cà phê, từng cửa hiệu, từng con đường, lúc thì buổi sáng, lúc buổi trưa, lúc chiều, lúc tối khuya, làm cho Sài Gòn luôn luôn hiện hữu. Và đó là niềm vui của Hải Công Minh đó vậy.
ơi, xin cầu chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an nha. Ok, thank you, see you quý vị.